Trong thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay, thì điện thoại di động là vật không thể thiếu của mỗi người. Nó chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng của chúng ta. Làm sao để bảo mật điện thoại một cách an toàn nhất? Mời quý vị cùng báo Tuổi Trẻ tìm hiểu nhé! 1. Bảo mật bằng mật khẩu. Bảo mật bằng mật khẩu là một cách phổ biến ta thường thấy. Mật khẩu mạnh thì bảo mật càng cao, nhưng lại có một hạn chế là gõ mật khẩu phải gõ chính xác khi muốn mở điện thoại. Vì vậy sẽ làm mất thời gian và không đem lại sự tiện lợi. Bạn nên sử dụng cách bảo mật này cùng với các cách bảo mật nhanh hơn để đem lại sự tiện lợi. 2. Bảo mật bằng khuôn mặt. Bảo mật bằng khuôn mặt, tính năng này giúp nhận diện khuôn mặt của bạn để mở khóa. Bạn muốn mở khóa rất đơn giản, chỉ cần đưa điện thoại lên trước mặt, điện thoại sẽ tự nhận diện rồi tự động mở khóa điện thoại bạn. 3. Bảo mật bằng vân tay. Bảo mật bằng vân tay là sử dụng dấu vân tay để mở khóa. Đây là một trong những cách bảo mật điện thoại an toàn và phổ biến hiện nay. Bạn chỉ cần đặt ngón tay lên đầu đọc vân tay trên điện thoại sẽ tự nhận dạng vân tay và mở khóa điện thoại bạn. 4. Đặt mật khẩu cho từng ứng dụng. Đặt mật khẩu cho từng ứng dụng cũng là một cách hiệu quả để đảm bảo dữ liệu cá nhân của mình được an toàn. Bạn có thể đặt mật khẩu cho các ứng dụng như Mail, Messenger, thư viện ảnh, tệp tin và các ứng dụng ngân hàng để đảm bảo chỉ có bạn mới vào được các ứng dụng này. 5. Không tải các ứng dụng không tin cậy. Việc tải và sử dụng các ứng dụng tin cậy sẽ giúp điện thoại bạn được bảo mật tốt hơn. Không nên tải các ứng dụng không tin cậy vì các ứng dụng này có thể chứa các virus độc hại, từ đó giúp kẻ xấu đánh cắp dữ liệu và làm rò rỉ thông tin của bạn ra ngoài. 6. Hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng. Bạn nên hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng vì các hacker có thể lợi dụng Wi-Fi công cộng để đánh cắp dữ liệu của bạn. Các hacker sẽ truy cập vào Wi-Fi đó và tìm ra lỗ hổng bảo mật, từ đó đánh cắp các dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tin nhắn, hình ảnh. Bạn nên cẩn thận và hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng nhé. Vừa rồi là một số cách bảo mật điện thoại an toàn. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!